you doing in there? How did you find yourself a castle? What are you doing, JD? Yeah. Be careful. Hello. Hi, honey. Are you driving us, JD? Wow. Oh, look at that. You got the handle. Oh, yeah. Vroom, vroom. Ready? One, two, three. Pew. You are so cute. Ooh, be careful. Oh, you done driving the boat? You gonna get out? Here. You're sideways now. Oh, you need help? Say, Daddy, help me. There you go. Wow. Vroom, vroom. Yes. Beep, beep. Beep, beep. What's this do? Beep, beep. Press it, JD. Press the horn. That's the accelerator. JD, press the horn. Do the beep, beep. No, that's not where you beep at. Where you beep at? Beep right here. Beep. Beep. Beep, beep. Beep, beep. Vroom. Vroom, vroom. It's so windy out here. Oh yeah, Sawadi. 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 Hi, cutie pie. Sawadi. Sawadi. Oh, what are you doing, JD? Bye-bye. JD, bye-bye. Bye-bye. Oh, you want to look inside the lake? Let's see what we can see. Look, I gotta clean off the spider webs. Spiders. Here. Wow. Gotta be careful. Yeah. Yeah. Yeah, you gotta be careful. Uh huh. Yeah, Baba, like. Ow. Oh. Here, open this up all the way. Oh. Yeah, there's, see the boats? Do you wanna go? Baby, maybe she wanna surf, huh? Yeah, you wanna surf? You wanna ski? Water ski? Maybe when you're older, huh? Yeah? You looking at the flowers? Yeah. Yeah? She's watering the flowers. You wanna water it? Okay, let's water it. Oh, wow, look. Oh. No, it's okay. Yeah, only a couple drops left. Oh, she is. Yeah? You want to go in my house? Do you want to go in? Okay. Ooh, are you in a baby burrito? Are you in a baby burrito? Are you in a baby burrito? You are just the cutest, right? Yeah, this doesn't need to be out here anymore. Peekaboo! I see you! Peekaboo! I see you! Uh-oh. Where'd JD go? There you are! Where'd
Where'd JD go? Where'd JD go? There you are! Uh-oh, JD disappeared. Where is JD? Oh, there you are! Oh my goodness. Oh, there you are! Look at your teeth. Say ee. Oh, good job. You got a fine set of teeth there, Miss JD Sky. Where'd you go? There you are! Trời đất ơi, con làm cái áo như vậy rồi đó hả? Thấy chưa? Cái này là cái gì đó mày nghe? Hả? Trường bá thì thôi á. Ôi trời ơi trời. Hôn mày miếng. Hôn mày miếng. Trời ơi, chưa bé không? Áo đâu, chỉ mày coi áo đâu. Áo. Bây giờ đi chơi nha. Đi chơi nha. Đi chơi nha. Dạ đi con. Hôn mày miếng nữa. Áo đâu? Áo đâu? Nói đi. Áo dơ đâu? Nói đi, áo. Áo. Đúng rồi, quần đâu? Ủa ai chỉ nó áo vậy? Mấy ai hả? Con đâu có chỉ nó từ áo đâu, con quần đâu? Quần đâu? Quần đâu? Quần đâu? Áo quần hồi nãy đâu? Quần đâu? Nói đó. Thì xuống đây đi, xuống lấy shoes đi. Quần đâu? Go get your shoes, please. Trời ơi. Go get your shoes. Where's your shoes? Shoes. Go get your shoes. Hi, JD. She changed. Yeah, she changed. Oh, say hi, JD. JD. She's nice. Hi. That is such a cute outfit. Kitty. Oh my gosh. Thank you. Kitty. What? Oh, hi. Hi. Down. Who did her hair? It's adorable. Your my mom? Nanny. Oh, it's not your mom? No, she's my nanny. Oh, I'm sorry. I thought it was you. It's okay. She's like family. Oh, of course, yeah. The chip. Hửi hửi hoa đi chay. I sit up here. You like her going up there? Or she wants to get up there. Oh. Oh. Yeah, nice. Don't big girl. Big girl. Yeah. Big girl. Good job, JD. Yeah, nice. Ooh, look at her eyes. Isn't she beautiful? A kitty cat. Grab the tail. Come here, kitty, kitty, kitty. Come here, kitty, 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 kitty. Yeah, let me rub your back. Ooh. Oh, I'm not going to rub your belly. No, I'm not rubbing your belly. No, come here, I'll rub your back. I'll rub your back, but I'm not rubbing your belly. Bites. Yeah, bites. Uh-huh. Oh, she knows how to crawl up there. Up and down. The cushion fell. Kitty looking in the window. Is he looking in the window? Oh, Cooper. Say Cooper. Cooper. Yeah, he's Cooper. Look at him. I think Kathy used to let him in. Oh yeah, he tried to get in my house too, but where do you live? I live on the other side. Oh really? Yeah, yeah, right here. And oh, then the, what do you got? The first one. Oh. What do you got? Ooh, watch it, Kathy. Uh-oh. You hit Mama. Careful. Her color, her hair color is amazing. Ooh, careful. JD, be careful. Don't hit people, JD. Oh, she so far hasn't. Mm-hmm. That's probably why she smells so good. Doesn't know. My husband, he's grilling some steak. Grilling. Yes. He's grilling? Mm-hmm. What's he grilling? Steaks, she said. Steaks. Well, JD, what are you looking for? I don't know. JD, you want to walk around? Let's go. Sure. Bye bye. Say bye bye. See you soon. Go. Walk around. No, you mà know. Đi đi. Chỗ người ta ngồi, người ta nói chuyện, mình xé xí vô chi vậy? Đi lùi dịch kìa. Rảnh không? Đi lùi dịch kìa. Mấy nay không có lùi dịch cho cô chú coi kìa. Cô chú khoái chạy lùi dịch lắm. Đi lại lùi dịch đây kìa. Trời ơi, còn bà đi cái tướng mà kìa. Quýnh bây giờ sao?
Trời ơi. Đó. Trời ơi, ba thấy máy bay đó. Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, có bá kìa. Lù dịch đi, đi lù dịch đi. Con lù dịch hả? Đi đi đi, lù dịch đi con. Yêu. Mù. Đi lù dịch đi kìa. Coi chừng té, coi chừng té. Ouch. Trời đất ơi. Trời đất ơi, có thấy tự nó tự làm đó không cô chú, nó tự làm đó. Chứ không ai kêu nó đâu nha, tự nó làm đó. Nó ưng vậy đó. Tóc bay quá phải vuốt tóc. Vuốt tóc mới thấy đường thì đánh trận. Lùa lẹ lên. 1 2 3 vô. Tới luôn bầu ơi, tới luôn. Rồi bye bye. Bye bye đi. Mi gió một cái. Đúng rồi. Nó kêu làm gì làm y chang cái đó. Mấy con kia nữa. Chạy này đi đường dịch đó cô chú ơi, cũng là không có binh khí gì hết, chỉ có tay không mà bắt cướp thôi. Rồi ngồi giữa đường rồi nhổ cỏ. Lù dịch không có chuyện gì làm đó, đùa đây thôi, xong rồi rảnh xuống ngồi nhổ cỏ luôn chứ làm gì đâu. Thấy không? Cô chú thấy chay phong trần chưa? Chạy đi cấm bạc. Cấm bạc. Chay, lùi dịch xong chưa? Bây giờ nè, con bây giờ mẹ chỉ con à. Bây giờ mẹ đứng im nè, mẹ chỉ con một cái chiêu nè. Bây giờ con không phải cần phải dí lùi dịch mà con làm vậy nè. Vậy nè, đề máy thôi, chỉ cần nè. Lại đề đi. Đề đi. Đề máy đi, đề máy. Để lên. Trời đất ơi. Từ giờ về sau là không cần phải dùng sức lùi dịch, chỉ cần đứng đề máy thôi, nghe tiếng máy là dịch sợ chạy rồi. Hiểu không? Hiểu mày nói không? Gì? Cái gì á? Yêu, dục đi. Dục. Đi. Đi để đem lại thùng rác dục đi con. Đem lại thùng rác dục nha. Ra mất tiêu vậy. Rồi. Đi. Mẹ, ba đứng kìa. Ba đứng kìa. Để lên chạy lên ba. Đi vòng vòng sớm không? Giờ muốn đi vòng vòng sớm đi hung mấy bạn ếch được không? Đi, lẹ lên. Đi đề máy đi, lẹ lên xe đề máy đi. Đó. Were you chasing the geese? Yeah. Were you picking up their poopies? What were you grabbing in the grass? They don't leave nothing good behind. Did you see Lucky come and protect her? No. Yeah. Did he? Yeah, look. There he is. He's always staying close. Hay quá nữa đấy. Nó thấy người ta ngồi đây cái là nó lại ở đây ta hoài. Khổ dễ sợ lắm bà Tám, dễ sợ. Ê, nhảy đi, nhảy sao? Trời ơi, nhảy vậy hả? Nhảy y như xe rụ vậy hả? Nhảy đi. Thương nó kỳ lắm cô chú ơi. Bính lộn nó kỳ miết à. Đó. Con nói kỳ. Coi chừng nha, coi chừng té chổng nha. Đó, bây giờ đi chợ đá nè, đem cục đá ra, móc cục đá đem ra nè. Rồi chuẩn bị chạy ra ngoài nè. Coi nè. Rồi đem rồi chạy ra ngoài nè. Coi đó, thấy chưa? Rồi đứng ba bắt đầu chọi nè. Đó, coi nè nha. Thấy chưa? Tôi nói có sai không? Thấy tôi nói có sai không? Trời ơi, con tôi mà tôi đi nguyên có đôi dép lào trong bụng nó luôn. Mẹ mà không hiểu chay thì ai hiểu chay bây giờ? Đó, lượm thêm cục nữa. Rồi, đứng lên. Chuẩn bị đứng lên nè. À, phủi cho đỡ dơ đó. Giờ kiếm cục nào sạch sạch đó. Giờ đang kiếm cục nào sạch nè.
Đó, kiếm con nào sạch mà vừa tay cầm. Đó, phủi, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Rồi, bắt đầu đứng nè. Bắt đầu chọi nè. 1, 2, 3. Đó, thấy chưa? Thôi, nghỉ phẹ, nghỉ phẹ, nghỉ, nghỉ. Đi, 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 đi. Đi, đi, đi. Đi. Để lên đi đề máy nè. Hôm qua ông ngoại á, ông ngoại nghe chay với mẹ đề máy á, cái xong mà cái bà ngoại chưa có coi cái video đó, cái ông ngoại á tới cái khúc đó cái ông ngoại nói: "Nè nè nè, coi nè, coi nè, coi nè, coi nè, coi nó chuẩn bị đề máy nè." Chị đi. Chị đi đề máy cho ông ngoại với bà ngoại coi coi coi. Đừng có chọi, chọi tùm lum cái chúng người ta đó nghe. Không có cầm cái đó chọi. Đông đu đát chị đi. Rồi, à ấy đó, trời ơi, nó chỉ cho con lắc kỳ lại lại lụm đó, coi được không? Trời đất ơi, con mới chọi xong mới chỉ lắc kỳ đi lụm. Rồi, chọi kia lắc kỳ đi lụm đi. 1, 2, 3, chọi. Trời đất ơi. Ê con chọi vậy để xém trúng lắc kỳ đó đó con. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Cái con chay chay nè. Em chay chay của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi, em Sikula của mẹ em ơi. Trời ơi, con chú nhớ cái bài đó lắm á. Lâu dữ lắm mà Ngọc không hát lại cái bài đó. Tại vì biết xong hết hết thời à, bài đó là hết thời à. Giờ là chỉ cần là bây giờ hết hết em chay chay của mẹ em ơi rồi. Cái gì con? Con nói đi, cục đá. Trời ơi, coi kìa, coi, coi. Coi chừng gắn nha. Coi chừng bé Na nha. Chị đi. Cô chú có biết bé Na không? Coi chừng Na đó. Na mới vừa sổng chuồng. Na chưa có về nhà Na nữa nên con phải coi chừng Na nha chưa. Chay. Mẹ nói với chay không biết mẹ nói gì, nói như khùng như điên. Nói thao thao bất tuyệt luôn. Trong khi đó chay không nói tiếng nào hết. Hùng đi con, hùng hùng. Hùng cỏ cây và hoa lá đi con. Trời ơi. Chạy từ từ thôi mẹ mới chạy kịp. Hay ai vậy? Trời đất ơi, người ta đi đường người ta không thấy nó thấy người ta nó cũng hay. Chay là nó là có thân thiện một cách là mình không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Coi bà cố thắt bính kìa. Bữa nay là chay đổi hướng rồi, chay không có đi chơi vòng vòng nữa cô chú. Chay đổi hướng, chay đi ở đây thôi. Thường thường là đi vòng vòng chứ bây giờ là không rồi. Mỗi ngày người ta có một chục cô đi kìa. Mỗi ngày người ta có một cái hướng khác nhau chứ đâu phải kêu người ta đi ngày nào cũng đi như vậy đâu. Đúng không chay? Con nói đi, con nói đúng đi. Vô trống nữa hả? Thấy người ta ngồi đó giờ vô nè, vô trống nữa hả? Thôi 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 thôi. Gác trống đi, gác trống đề máy đi. Right here. Here. Grab it. Grab it right here. Grab it right here. That's the safe spot. And then right here. And then cô chú thấy chưa? Cô chú thấy chay đang massage cho mày hả? Trời. Well, that was the quickest massage. Đem lên nắm lưng cho mẹ coi. Đem lên nắm lưng cho mẹ coi. Chay đi. Đem lên nắm lưng cho mẹ. Này lên. No, tôi đọc chút vòng vòng chứ đâu. She don't want to give you a massage anymore, huh? Here. Oh, be careful. Okay. She could pinch her fingers. Đem lên massage cho mẹ đi. Oh, good job. Oh, wow, good job, chay đi. Wow, wow, good job, JD. Oh, be careful, JD.
Wow. Oh yeah, you gotta get on the skin directly. Yeah. Good job, JD. Oh. Oh, be careful. What are you doing now, JD? Rồi đắp lưng đi, đắp lưng đi con. Đắp lưng sao? Leo lưng mẹ đứng đi, leo lưng mẹ đứng, lên. Oh, JD, be careful. JD, leo lưng mẹ đứng nè, leo lưng mẹ đứng. Đứng lại, leo lên. Đó. Oh. Now that's a Thai massage now. Đắp lưng đi. Thai massage. Nữa không? Lên lên. Trời ơi, cô chú coi đó nè, bữa nay là lấy dây thun leo vô. Tấm leo. Lấy dây thun leo vô để làm dòng. Say cheese. Giống như đeo xi măng vậy đó. Cô chú nào ở Việt Nam có nhớ đeo xi măng không? Đó. Chạy đi. Lắm mấy mẹ không muốn lên đi ngủ hả? Thôi kìa, tao đi ngủ kìa. Chạy nào. Coi đó, quay về show hả? Closer. Đó, ngủ rồi đó. Coi được rồi không? Khò. Wow, you're so asleep. Nó khò luôn, nó khò. Gotta turn the light off. Rồi, quay qua bên kia. Rồi, coi được thôi. Ngủ nha, mẹ ngủ với cây nha. Thôi đi đây, ngủ. Ngủ. Khò. Ngủ đi, ngủ cho cô chú coi, dậy lên. Kẹp từ từ. Lấy xuống nào mà. Con nói con gì á? Con gà đâu, chỉ mày con gà đâu. Kỳ đâu. Thả tim đi, thả tim vô. Bấm vô cái mặt trái tim nè. Bấm vô mặt này nè, thả tim vô. Mày bị sát đú đâu? Mày sát đú hả? Nè, đú hả? Đú hả? Kỳ đâu? Kỳ đâu? Kỳ đó hả? Làm gì vui dữ à? Nè, hình mới nè. Oh. Trời ơi, ghê chưa? Trời ơi, cái con mèo mà nó có mấy cái răng dữ vậy ta. Wow, coi em bé này lái xe giống con chưa? Cho em muốn cho lái như vậy nha. Cái gì vậy? Em bé làm vậy hả? Em bé làm như cái mặt vậy hả? Em bé làm sao? Cái mặt em bé làm sao? Hả? Rồi coi cái ông này nè, coi ông cử tạ ghê chưa? Wow. Để xuống.